Mark One số 1 về Mark. What's up nè cho anh em, Thùng Trôn đây. Chắc hẳn là khi mà các bạn phân vân giữa sự lựa chọn là Mac OS hay là Windows thì các bạn sẽ thường thắc mắc là không biết là Mac OS có sử dụng khó hay không. Bởi vì là trong cái chương trình phổ thông thì chúng ta hầu hết là chỉ được làm quen với hệ điều hành Windows mà thôi. Còn đối với lại hệ điều hành Mac OS thì có lẽ là ở các bậc học như là cấp 1, cấp 2, cấp 3 thì chúng ta không được làm quen. Và ngày hôm nay thì mình sẽ có một cái video để chia sẻ cũng như là giới thiệu với các bạn mà các bạn đang mới dùng hệ điều hành Mac OS cũng như là các bạn đang chuẩn bị mua những cái chiếc MacBook chạy Mac OS thì các bạn sẽ có thể làm quen với cái hệ điều hành này một cách dễ dàng hơn. Trước khi giới thiệu thì mình cũng chia sẻ với bạn một chút, đó chính là Mac OS là hệ điều hành do Apple phát triển, còn Windows thì là do hệ điều hành của Microsoft phát triển. Hiện tại thì mình đang xài song song hai hệ điều hành đó là Mac OS và Windows. Thì mình phải có chia sẻ luôn với các bạn đó chính là Mac OS thì khi mà các bạn làm quen ấy thì các bạn sẽ rất là dễ thôi. Và cái giao diện của Mac OS nó thực sự rất là trực quan hơn khá là nhiều so với Windows. Và những cái người dùng như kiểu phụ huynh của chúng ta ấy cũng có thể làm quen với hệ điều hành này một cách vô cùng dễ dàng. Đây, các bạn có thể nhìn thấy là ở đây đang là cái chiếc MacBook 12 inch của mình và đang chạy Mac OS. Và các bạn có thể thấy là cái phần thanh ở bên trên này này, có thể tưởng tượng ra là nó giống như là cái thanh thông báo của điện thoại ấy. Thì nó sẽ có những cái tệp như này thì chút nữa mình sẽ giải thích sau. Thì ở trên cái thanh thông báo này đương nhiên là chúng ta sẽ có các cái biểu tượng icon như là giờ này, rồi là thời lượng pin, rồi là wifi, bluetooth. Và đây là những cái công cụ mình cài thêm thì nó sẽ hiển thị trên này. Ví dụ như là Shazam, rồi là những cái ứng dụng thông báo về cái tình trạng bộ nhớ trong. Nói chung là ở đây nó chỉ là một cái thanh thông báo giống hệt như ở trên smartphone mà thôi. Và ở đây các bạn có thể nhìn thấy, đây chính là cái giao diện, nó có thể gọi là desktop của MacBook, giống như là ở trên Windows ấy, nó là một cái không gian như thế này. Nó rất là giống thôi. Vậy thì ở đây thì các bạn sẽ hỏi là ô thế cái ứng dụng của chúng ta nằm ở đâu? Thì nó sẽ nằm ở cái phía dưới đây, nó gọi là một cái thanh dock. Nó cũng rất là giống với lại việc cái thanh dock ở trên iPhone. Tuy nhiên là nếu mà so sánh với Windows thì nó sẽ hơi khác một chút. Đó là cái thanh dock này thì chúng ta sẽ ghim những cái ứng dụng, chủ yếu là ứng dụng thôi. Còn lại là những cái thư mục thì chúng ta để trên desktop hoặc là để trong ổ cứng. Và các bạn sẽ hỏi là My Computer ở trên Windows thì ở trong Mac OS nó là gì? Thì đây, nó sẽ là cái phần Finder. Đó, các bạn có thể thấy, có thể nói Finder chính là cái My Computer giống như là ở trên Windows. Các bạn có các cái mục tải về, rồi là ứng dụng, rồi là tài liệu giống hệt so với lại ở Windows, nhưng mà nó được chia một cách nó có thể nói là dễ nhìn và trực quan hơn so với lại ở trên Windows. Ở đây thì ở trên Mac OS nó sẽ còn một cái thứ khác nữa so với lại Windows, đó chính là những cái ứng dụng của các bạn cài vào thì nó sẽ nằm ở đâu. Đây, nó sẽ được chứa ở trong một cái phần gọi là Launchpad, thì ở đây phím tắt của nó là F4 đó, hoặc là ở trên MacBook hoặc là những cái thiết bị khác của Apple các bạn xài trackpad thì nó sẽ là vuốt 4 ngón vào thì nó sẽ ra cái giao diện Launchpad. Cái này cũng rất là giống với trên iPad này, các bạn có thể thấy này, mình có thể vuốt qua vuốt lại ở trên trackpad thì nó sẽ chuyển trang, rất là giống với lại ở trên iPhone, iPad. Đó, thì ở đây là tất cả các cái ứng dụng của trong máy thì nó được để hết ở trong cái phần này. Và các bạn muốn ghim xuống dock để các bạn bật nhanh ấy, thì các kiểu như là đưa ra màn hình chính ấy, thì đây các bạn chỉ cần giữ xuống này, xong các bạn kéo xuống thì ở đây chúng ta đã ghim thành công cái phần mềm Excel xuống. Như vậy là cũng hết sức là đơn giản ở trong cái quá trình làm quen đúng không? Thì nó giống hệt so với lại Windows chẳng khác gì cả. Ngoài ra còn một cái điểm khác nữa, đó chính là một số cái lệnh. Thì ở trên Windows các bạn thường quen với cái chức năng là Ctrl-C, Ctrl-V dùng để copy và paste. Thì ở trên Mac ấy, chúng ta sẽ không sử dụng cái lệnh đó, mà chúng ta sẽ thay cái phím Ctrl bằng Command. Thì ở trong cái video hôm qua giới thiệu về các cái lệnh cơ bản của Mac OS thì mình cũng có giới thiệu với các bạn rồi. Thì nói chung là ở trên Windows như thế nào sử dụng cái lệnh Ctrl thì các bạn chỉ việc là thay bằng Command mà thôi. Và đây, bây giờ mình sẽ nói sâu hơn một chút về những cái chức năng ở trên cái thanh gọi là thanh thông báo này. Và ở đây mình sẽ thử bật cái phần mềm Excel lên cho các bạn xem. Các bạn chú ý là cái sự thay đổi của cái thanh thông báo này nó như thế nào nhé. Đây, các bạn đợi mình một chút. Thì đây, khi mà mình bật cái phần mềm Excel lên thì chúng ta có thể thấy thanh thông báo nó lập tức là những cái tab ở trên này nó sẽ chuyển thành những cái tab chức năng của Excel. Đây, ở trong phần file chúng ta vẫn có file, chúng ta có edit, chúng ta có view, chúng ta có insert, format, tool, data, window. Nói chung là đầy đủ các cái thẻ chức năng và công cụ của giống như hệt ở trên Windows. Nó chẳng khác gì cả, chẳng qua là ở trên hệ điều hành Mac OS nó đã gộp chung hết tất cả cái thanh này của tất cả các phần mềm, nó gộp hết lên phần này và trông nó rất là gọn gàng. Các bạn bật phần mềm nào thì ví dụ mình sẽ bật Word nhá. Đây, các bạn nhìn này, bật Word này thì cái biểu tượng, cái chữ, dòng chữ cạnh quả táo ấy nó sẽ tự động chuyển thành Word, và các cái trang ở đây, các cái trang chức năng ấy nó là trang của Word. Đó, rất là trực quan và dễ dàng làm quen. Một phần nữa mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là ở trong cái chức năng quả táo này
thì ở trong Windows trước đây, những cái phiên bản Windows XP, Windows 7, Windows 8, 8.1 thì nó chia ra rất là nhiều phần setting và rất là lòng ngoằng. Nhưng đối với lại Mac OS thì nó được chia ra một cách rất là mạch lạc, và các bạn chỉ cần sử dụng một cái phần cài đặt duy nhất cho tất cả các ứng dụng. Đây thì nó chính là ở trong cái phần các bạn click vào quả táo này, nó là phần tùy chọn hệ thống. Thì ở trong phần tùy chọn hệ thống này, các bạn có thể tùy chỉnh được tất cả mọi thứ, từ cái hiệu ứng của thanh đốc này, rồi là hình nền, cài đặt chung, màn hình, bàn phím, chuột. Đó, nó gộp hết vào tất cả đây, và các cái biểu tượng thực sự rất là dễ dùng. Và những cái phần mềm mà các bạn cài đặt bổ sung ấy, các bạn muốn tùy chỉnh cái gì thì nó cũng sẽ nằm ở hết ở dưới đây. Ở trong cái máy Mac này thì mình mới cài một cái phần mềm là Tucera. Đây, thì chúng ta có muốn tùy chỉnh cái phần mềm này kiểu gì thì nó có các cái thẻ chức năng thì chúng ta có thể cài đặt ở đây. Nói chung là rất là dễ hiểu. Và khi mà các bạn mua Mac ấy thì tất nhiên là nó sẽ không có tiếng Việt như thế này của chúng ta đâu, mà chúng ta sẽ phải tùy chỉnh một chút. Và các bạn sẽ chọn vào cái phần ngôn ngữ và vùng giúp mình. Đó, thì ở đây nó có một cái dấu cộng, các bạn cộng vào nhá. Các bạn ấn cộng này. Đợi một chút thì nó sẽ có các cái bảng ngôn ngữ và cho chúng ta chọn ở đây. Đó, thì chúng ta chỉ cần chọn vào là máy của chúng ta từ tiếng Anh và chuyển sang tiếng Việt. Đây là một điều mà Windows không có. Và có một cái điều nữa mà mình cực kỳ thích ở Mac OS, đó chính là chúng ta sẽ không cần phải tải thêm những cái phần mềm như là UniKey hay là những cái phần mềm VietKey chẳng hạn. Bởi vì đối với lại Mac OS, nó đã hỗ trợ luôn ngôn ngữ tiếng Việt và bàn phím T-Lex, và chúng ta có thể gõ mà không cần phải tải thêm bất kỳ một cái gì phức tạp cả. Nói chung là sử dụng Mac thì cực kỳ đơn giản. Và một cái điều nữa, điều cuối cùng mà mình muốn chia sẻ với các bạn, đó là khi mà các bạn đi mua MacBook cũ ấy, thì các bạn kiểm tra cái chiếc Mac của chúng ta đời điếc các thứ ở đâu. Thì đây mình cũng giới thiệu luôn là các bạn sẽ vào phần quả táo này, các bạn chọn vào phần giới thiệu máy Mac này. Đó, thì ở trong cái thẻ này nó thể hiện tất cả những cái gì về mặt phần cứng, phần mềm của cái chiếc máy Mac của bạn. Ví dụ đây, cái chiếc máy của mình đây là chiếc MacBook 12 inch thuộc đời là 2015. Bộ xử lý sẽ là Intel Core M. Đấy, tốc độ xung nhịp là 1.1 GHz. RAM là 8GB này, bớt 1600 DDR3. Rồi là card đồ họa Intel Graphics 5300 1.5GB. Đấy, có số series như này như kia. Đây, phần màn hình các bạn có thể xem ở đây. Đó, màn hình 12 inch này, rồi là cái độ phân giải nó bao nhiêu, rồi là ổ cứng này, đấy, nó thể hiện hết ở trên này luôn. Đó, các bạn đợi một chút, đây. Cái ổ cứng của mình là 256GB. Nó thể hiện một cách hết sức trực quan luôn. Và ở cái phần tổng quan này, nó sẽ có hai cái thẻ cập nhật phần mềm và báo cáo hệ thống. Nếu mà các bạn muốn xem sâu hơn thì các bạn sẽ click vào phần báo cáo hệ thống cho mình. Thì ở đây thể hiện tất cả các cái driver của máy. Đấy, từ âm thanh, Bluetooth, bộ nhớ, camera, wifi vân vân. Và bây giờ thì nếu mà các bạn muốn kiểm tra pin thì kiểm tra ở đâu? Thì các bạn sẽ vào phần nguồn điện giúp mình nhé. Đây này, nguồn điện nó nằm ở cái phần nào nhỉ? Đây, nguồn điện nó nằm ở phần này. Đó, thì các bạn có thể xem là số lượng chu kỳ này là 185. Có nghĩa là cái máy của mình đã sạc được 185 lần. Và nếu như bạn nào muốn kiểm tra xem là cái chiếc MacBook hay là thiết bị của chúng ta sử dụng cái card gì thì các bạn có thể click xuống phần này giúp mình. Đây, thì cái phần đồ họa và màn hình thì nó sẽ thể hiện là cái card và màn hình mà trong máy của chúng ta đang sử dụng, nó là card on hay là card rời. Ở đây thì cái chiếc MacBook 12 của mình thì đang sử dụng card on là Intel HD Graphics 5300. Nó có dung lượng là 1536 MB, khoảng tầm 1.5 GB. Và đây là GPU tích hợp, có nghĩa là card on đấy. Còn card rời thì nó sẽ ghi kiểu khác, giao thức nó kiểu khác. Và bây giờ thì mình sẽ thử đổi màn hình nền cho các bạn xem. Đây thì ở cái tab là màn hình nền cũng như là chỉnh bảo vệ màn hình, thì khi mà các bạn click vào đây thì các bạn có rất là nhiều bức ảnh ở đây. Các bạn có thể chọn ảnh ở trong thư mục đấy, rất là nhiều cách. Và nó giao diện hết sức là trực quan cũng như là dễ xài. Đây mình thử đổi sang một cái tấm này. Đấy, và máy sẽ tự động là thay đổi ảnh cho chúng ta. Chúng ta không cần phải ấn OK, Apply cái gì cả. Khi mà các bạn click vào là nó đã chọn rồi. Các bạn có thể chuyển cái chế độ là tự động thay đổi ảnh cứ 30 phút một lần này, cứ 5 giây một lần này, hoặc là tùy này. Đấy rồi, và đó là những cái chia sẻ của mình về hệ điều hành Mac OS cũng như là hướng dẫn các bạn sử dụng làm quen với lại MacBook. Các bạn còn những cái câu hỏi gì hay là những cái thắc mắc gì muốn mình hướng dẫn gì thì các bạn đừng quên để lại một comment ở dưới bên dưới và mình sẽ cố gắng thực hiện những cái yêu cầu của các bạn nhé. Còn đến đây video của mình xin được kết thúc. Nếu anh em thấy video hay và bổ ích đừng quên để lại một like, một share, một subscribe để mình cũng nhờ kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.